Giải mật đền cặp tiên cô bé cửa suốt. Nói vậy thôi, ở đây là giải mật bằng hình thức sân khấu, tức là ca kịch. Một chương trình ca kịch khai hội đền cặp tiên, hay còn gọi là đền cô bé cửa suốt, do Trung tâm Nghệ thuật Thuần Việt thực hiện. Chỉ đạo nghệ thuật và tổng đạo diễn là nghệ sĩ nhân dân Từ Diệu Hương, nguyên trưởng đoàn kịch Quảng Ninh, và bây giờ chị là giám đốc Trung tâm Nghệ thuật Thuần Việt. Và người chịu trách nhiệm kịch bản là tôi, nhà văn, nhà viết kịch Nguyễn Toàn Thắng, chủ của kênh Nguyễn Toàn Thắng Official. Đây là chương trình nhằm khai hội đền cặp tiên cô bé cửa suốt mùng 6 Tết hàng năm. Để có kịch bản này, chúng tôi đã phải nghiên cứu nhiều tư liệu về đền cặp tiên cô bé cửa suốt. Đền này thì nằm trong quần thể di tích đền Cửa Ông, được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cấp bằng công nhận di tích lịch sử năm 1989. Ngôi đền này có vị trí đắc địa, lưng tựa núi, mặt hướng ra biển, tạo ra một không gian yên tĩnh, thơ mộng, linh thiêng. Và đền cặp tiên nằm tại vị trí của xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Ngôi đền thì cách trung tâm thành phố tỉnh Cẩm Phả khoảng chừng 2 km. Ngoài ra, đền còn nằm trong quần thể di tích đền Cửa Ông. Và cái việc nằm chung một địa điểm cũng rất thuận lợi cho du khách đến tham quan và hành lễ. Theo dân gian, tương truyền rằng đền cặp tiên thờ vị tiểu thư là con gái của ngài Trần Quốc Tảng. Ngài là một vị tướng và là con trai thứ ba của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, nên có tên gọi là đền cô bé cửa suốt. Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng là một vị anh hùng dân tộc. Trong tín ngưỡng thờ nhà Trần thì Trần Quốc Tảng là giá thứ hai sau giá Đức Ông Trần Hưng Đạo. Ngài ra tay sát quỷ trừ tà, ban dấu mặn. Ngoài Đức Ông cửa suốt, ngài còn được gọi là Đức Ông Đệ Tam, Đức Ông Đông Hải. Trong lịch sử ngàn năm dựng nước, tại những vùng biên cương của Tổ quốc, các vương triều nước ta luôn cắt cử những vị tướng tài ra trấn giữ. Sau cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông thắng lợi rực rỡ lần thứ hai năm 1285, vua Phật Trần Nhân Tông và Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn càng nhận rõ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của vùng biển đảo Đông Bắc. Đó cũng là lý do Trần Quốc Tảng, một vị tướng tài, được cử ra trấn giữ vùng biên cương này. Nhưng mà lịch sử nước ta là vậy, huyền sử, dã sử luôn song hành cùng chính sử. Mà chính sử nước ta thì do nhiều cơn binh lửa chẳng còn lưu giữ được mấy. Dầu vậy, những anh hùng được dân gian thờ phụng thì không phải là bỗng chốc tự nhiên sinh ra đâu, mà phải là những con người với những chiến công có thật. Chỉ có điều, những anh hùng ấy thường được huyền thoại hóa lên rất nhiều. Như là dân gian ta có câu, yêu dân, dân lập đền thờ. Ở đây thì cô bé cửa suốt không chỉ là yêu dân, mà còn chiến đấu vì dân, hy sinh vì chủ quyền của đất nước, để nước Việt này ngàn năm còn mãi. Cô bé cửa suốt trấn ải, quyền cô thống lĩnh ba quân, thủy binh trấn giữ ở ngoài cửa suốt. Có thơ rằng, sóng biển gieo hoa cỏ tốt tươi, tạc ai đứng giữa ngoài khơi chập trùng, sóng biển gieo hoa cỏ tốt tươi, hỡi trăng buồng tắm ngoài khơi bập bùng. Hình ảnh cô bé cửa suốt vì thế mà mãi mãi được lưu truyền trong dân gian, để chúng tôi có cảm hứng mà xây dựng thành một chương trình nghệ thuật. Nhưng mà đền cô bé cửa suốt còn có tên khác là đền cặp tiên. Sở dĩ đền có tên khác là cặp tiên vì tương truyền xưa kia nơi đây là vùng đất sơn thủy hữu tình, cảnh đẹp thơ mộng và yên tĩnh. Nơi đây thường xuyên có hai ông tiên xuống chơi cờ, ngắm cảnh. Nói vui một chút, có lẽ cái việc giải cờ thế là do các ông tiên nghĩ ra. Theo hầu là hai nàng tiên. Khi hai vị tiên ông chơi cờ, hai nàng tiên thường xuống chân núi vui chơi, tắm mát và lấy nước lên núi để đun nước pha trà phục vụ hai vị tiên ông. Nơi hai nàng tiên lấy nước là một cái giếng nước ngọt rất nhỏ nhưng không bao giờ cạn. Chỗ các cô tiên đứng múc nước sau này, lõm xuống vẫn để hình dấu chân. Giếng nước các cô dùng sau này được gọi là giếng tiên, bởi khi nước triều lên dù ngập mặn, nhưng khi nước triều rút thì giếng lại ngọt nước trở lại. Cũng bởi lý do đó mà các địa danh nơi đây đều gắn với tiên,
như là Núi Tiên, Vụ Tiên, Thôn Cặp Tiên. Sau này, vào thời nhà Nguyễn, một ông quan chánh đã được nhân dân địa phương tôn làm hậu thần và thờ tại đền, nên xưa kia đền còn có tên khác là đền Quan Chánh. Khi được triều đình cử về trông coi ở vùng này, ông đã làm được nhiều việc có ích cho dân, chăm lo đời sống nhân dân, giúp dân an cư lạc nghiệp và có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Ngoài ra, ông còn là người đứng ra góp công, góp của và huy động nhân dân trùng tu, sửa sang lại ngôi đền. Để ghi nhớ ơn đức của ông, sau khi ông qua đời, nhân dân đã phối thờ ông tại đền. Lại là một bằng chứng cho thấy về tín ngưỡng, dân tộc ta rất cởi mở, không hề bảo thủ và thực tế là rất tiến bộ. Nhưng lại là khó khăn đôi chút cho chúng tôi khi chương trình phải liên kết ba ý chính đó, cả huyền sử lẫn huyền thoại. Tuy nhiên, việc này không làm khó được chúng tôi đâu. Chương trình đã diễn ra tốt đẹp, khán giả thích thú từ nội dung, diễn xuất đến các tiết mục. Niềm vui của những người làm nghệ thuật cũng chỉ đơn giản thế thôi.